như thế này nè các bạn ơi. Quá trời mà có nhà thầy thợ là sinh hoạt ít tiền, cũng nó quá trời bự. Cái đó là chú liên hệ với cái thành nó đem đi lại bức trắng bên đó đó, hỏi anh đó là bức trắng miền Tây đó, đi bên đó kìa, đó áo áo ghim bên đó kìa, đang đi trên đó kìa, mấy thành bên đó đó. Nào anh chị nè, chú đi thẳng bên đó, các bạn đang đứng trong đó kìa, kìa kìa, đây nè. Ở nó cơ kiếp trắng kìa. Đó, gặp nghe anh đó hỏi á, kêu anh đó đi. Ê các bạn ơi, mới có ngày 24 thôi. À, mà nó to, nó đông như thế này nè. Đây còn có 25, 26, 27, 28 coi như nó còn đông như thế nào nữa. Này nó quá đông luôn.
toàn thể anh chị em và bà con cô bác trong nước lẫn ngoài nước. Hôm nay mới chỉ là 24/8 âm lịch hàng năm, chưa tới ngày lễ của âm nữa mà đông như thế này. Thì ở đây tới ngày 26/27/28 có thể là dở chặn luôn, số lượng người đến đây rất là đông. Kèm đây 40.000 cây kèm cắt ra đây, kèm đây. Để anh quay vô cái trước cổng nè. Quá đông luôn, bữa nay mà chỉ có 24 thôi. Bà con tập trung vào đây quá đông, chỉ còn ngày 24, chỉ còn là 2 ngày nữa là đã bắt đầu vô cuộc lễ của ông Nguyễn rồi, 26/27/28. Nhìn sao? Chẳng mấy gì. Sinh vào ngày năm 1888 và 2023 nha các bạn, và đón nhận bằng di tích lịch sử văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Quá xa đồng chuyển qua 24 đây thôi mà chưa còn 2 ngày nữa thì còn đông như thế nào nữa. 2 ngày nữa là bắt đầu vô cuộc lễ là 26/27/28 các bạn, âm lịch hàng năm nhằm ngày 11/12/10 âm lịch 2023 tại thành phố Gạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Trên 200 năm cây này rồi. Cây này còn giá đó chứ. Từ 200 năm trở lên chứ không dưới 200 năm đâu. Lên 2 thế kỷ cây này rồi. Chắc đời lúc mà ông này còn cái ông còn ở dưới này, ông còn sống tới giờ rồi thôi. Ông này 155 năm mà trước chồng trước ông này 5 năm. Quá trời quá đất cây Bồ Đề đó bạn. Em ở đâu lận? Châu Đốc. Đi từ đó giờ mới gặp được cây này nó bự nhất. Cây này to luôn đó. Cây tàn cho trăm năm mấy năm. Ừ.
là không cho buôn bán luôn, chỉ là dành cho người đi bộ, xe cấm cho chạy vô luôn ha. Đây là ngày lễ của ông Nguyễn Trung Trực, đây là vị anh hùng dân tộc. Thằng Âu Cơ búa lật lông quân, cục chậm con xây lên cờ đồ. Đứng ngay cái chỗ lậu chỗ đình ông nè, ngay trước cửa đình, trước cửa đình nè, chị đâu ngay trước cửa đình luôn. Con. Nghe. 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 Nghe.
mình quay không? Mấy gọi điện mà nhiều cũng quay mà. Mà đừng vô chánh điện được rồi. Đây là một vị anh hùng dân tộc Nguyễn Dung Trực ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mới chỉ có 24 tây thôi mà còn 2 ngày nữa thì sẽ lượng khách đổ về đây cũng đông mà. Thì mới 24 tây thôi mà đông như thế này, còn 2 ngày nữa thì đông như thế nào các bạn ơi. Trước tên là Nguyễn Văn Lịch, những năm đầu tham gia chống Pháp còn gọi là Quảng Lịch, Quảng Chơn. Ông sinh năm 1838, gia đình sống bằng nghề chài lưới ở xóm Nghề, Dương Sơn Bến Lức, tỉnh Long An. Nguyễn Văn Lịch là một thiếu niên hiếu động, chuyên thích võ nghệ, chuyên trực và lòng nghĩa thiệt. Xóm Nghề là nơi sinh của Nguyễn Văn Lịch và là nơi hạ tộc của ông sinh sống nhiều đời. Cư dân sống Nghề vốn là hậu duệ của lưu dân từ miền Trung đã vượt biển vào Nam xây dựng cuộc sống mới. Nội tổ của Nguyễn Văn Lịch là ông Nguyễn Văn Đạo, một ngư dân ở huyện Phù Cát, phủ Tây Nguyên. Hoa cư vào xóm Nghề trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn. Ông là một trong những người đầu tiên có công khai phá, lập nên xóm Nghề. Đến đời thân sinh Nguyễn Văn Lịch, gia đình ông đã khá giả, có đất đai khiến cho làm công điền, có uy tín trong vùng. Năm 1838, Nguyễn Văn Lịch chào đời tại ngôi nhà của mình, nằm sát bờ sông Vàm Cỏ Đông. Ngôi nhà hiện vẫn còn dấu vết tại ấp 1, xã Thạnh Đức. Năm 1988, Sở Văn hóa Thông tin Long An đã xây dựng bia lưu niệm tại xóm Nghề. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ra quyết định công nhận địa điểm này là di tích lịch sử cấp tỉnh vào năm 1994. Nguyễn Văn Lịch được học cả văn lẫn võ. Ông nổi tiếng võ giả từ nhỏ, 16 tuổi đã thiện tài. Năm 18 tuổi, phủ đài Thiên Pháp chiếm thành gia định, Nguyễn Văn Lịch đứng lên lập đội danh dũng. Từ nhỏ tuổi, nhưng được nhiều người hưởng ứng, tới về gia định ứng cứu. Trấn Hà Tiên được thành lập năm 1708. Xứ Trường Nguyễn là một tỉnh thuộc Nam Kỳ Lục tỉnh. Tháng 2 năm 1909, quân Pháp tiến đánh Gia Định, mở màn xâm chiếm Nam Kỳ. Năm Tân Dậu 1861, Trường Định lúc đó giữ chức phó quản sơ Gia Định, đã chiêu mộ nghĩa quân tổ chức đánh Pháp nhiều trận. Vua Tự Đức phân cho Trương Định chức quản sơ, rồi thăng chức phó lãnh binh Gia Định. Khi đại đồn ở phía tây Sài Gòn bị thất thủ, quân của triều đình theo lệnh rút về Biên Hòa, Trương Định đã đưa quân về đóng ở xứ Gò Thượng thuộc huyện Tân Hòa, tỉnh Tiền Giang để củng cố đội ngũ. Tại đây, Nguyễn Văn Lịch đã gia nhập nghĩa quân do Trương Định lãnh đạo. Ông đã sớm bộc lộ tài năng đức độ của một thủ lĩnh chức